này của ông Châu. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật Đông Anh. Một sân chơi rất nhiều tác phẩm đẹp. Hôm nay tình cờ gặp gỡ với một nhân vật cũng rất là đặc biệt. Giới thiệu với quý vị các bạn, đây là anh Gã Đầu Bạc đi. Nhà các anh gọi một cái tên rất là thân thiện. Và anh còn có biệt danh là Vua Tùng. Xin chào anh. Ok, chào tất cả mọi người. Thế thì bạn cũng có thể chia sẻ một số các cái cây rồi thì cũng như là một số các cuộc triển lãm mà bạn đã tham gia. Thế thì đến với cả cuộc triển lãm của Đông Anh năm 2022 có rất nhiều các cái siêu phẩm. Anh có thể dùng một cái từ là siêu phẩm. Siêu phẩm là sao? Tức là những cái giá trị cao, những cái cây có giá trị rất cao trong cuộc sống. Thế nhưng mà đi hai vòng rồi thì cái mà tôi thấy rất lạ, tức là chỉ có duy nhất một cây đa. Đây là một trong các cái dòng cây mà đối với người nông dân Việt Nam thì gần như là ai cũng biết. Nói đến cây đa thì nó là cây đa đầu làng rồi. Tất cả những cây đa mà mang cái giá trị cao thì nó mọc ở đầu làng và nó đi vào truyền thuyết của bà con nông dân. Nhưng trong một cuộc triển lãm tôi rất ấn tượng, bởi vì sao? Duy nhất có một cây đa cổ mà tôi cho là rất đẹp. Đây là một tác phẩm mà tôi đánh giá rất cao về tuổi đời cũng như là bố cục và dáng thế. Chính vì thế là tôi đứng đây rất lâu để chiêm ngưỡng một tác phẩm đa mà cũng gần đây trong các cái cuộc triển lãm gần như là nó ít đi dần, nó mất đi dần. Và cũng rất nhiều các cái cây du nhập của nước ngoài chẳng hạn vậy. Tùng Kim Cương, Tùng La Hán vân vân. Thế nhưng mà đây là một tác phẩm mà tôi cho là cá nhân tôi cho cuộc triển lãm này là rất nhiều ý nghĩa. Một cây đa rất là tuyệt vời. Có lẽ là nó cũng là cây đa duy nhất của triển lãm. Đúng. Được Vua Tùng quan tâm đến và cũng rất yêu mến nó. Thế theo như cảm nghĩ của anh thì anh còn thích những tác phẩm nào anh có thể chia sẻ thêm? Các tác phẩm trong triển lãm Đông Anh năm 2022. Anh muốn đọc cho bài thơ cây đa. Nhà mái ngói vẫn tường trình, vẫn cây đa. Bến nước vẫn ngôi đình năm xưa, vẫn gặp ông lão đi bừa là con ông cụ ngày xưa đi cày. Vâng. Về bóng cây đa. Vâng, cảm ơn anh. Thì cũng có những khách tham quan rất là ngẫu hứng cũng đã chia sẻ những cái văn thơ của mình. Cảm ơn anh nhé. Và anh có thể chia sẻ thêm cho anh em một vài cái tác phẩm theo cái quan điểm của anh. Quan điểm của và nếu như anh thêm được cả một cái chút gì nó đặc trưng của anh, rất là mộc mạc, rất là hài hước. Mình cũng chia sẻ với tất cả mọi người ấy. Trong cái thú chơi cây thì cũng có những cái bài thơ mà Gã Đầu Bạc trực tiếp sáng tác. Và cũng được rất nhiều các anh em đánh giá cao ở trên các cái buổi livestream cũng như là các cái clip. Thế thì để gửi tặng tới tất cả mọi người, anh em bà con chơi cây trên cả nước. Đây là bài thơ mà Gã Đầu Bạc đã sáng tác cách đây khoảng 25 đến 27 năm gì đó. Xuất phát điểm cái bài thơ này là từ cây Độc Long Kim Cương của anh Hòa Chi Trầm, là một trong những thương hiệu ở Bắc Linh. Lúc đấy gọi là Hòa Chi Trầm thì hơi bị kiểu như là ngộ một chút vì có anh ấy tên là Trầm. Nhưng mà Hòa Taxi thì rất nổi tiếng. Vâng. Thế thì xin gửi tặng anh em một bài thơ mà chính Gã Đầu Bạc đã sáng tác cách đây khoảng 25 năm gì đó. Yêu cây từ thuở thiếu thời, nếu mình đã thích là chơi, chớ lên dao động trước cảnh đời, để rồi ngơ ngẩn giữa trời lặng mưa. Đây là một bài thơ gửi tới tất cả các anh em chơi cây. Một cái niềm đam mê thì chúng ta nên có sự quyết đoán, đừng để rồi tiếc ngẩn tiếc ngơ vì một cái câu chuyện. Vâng. Một cái câu chuyện gì đấy, đúng không? Đây là một cái cây mà được Gã Đầu Bạc đánh giá là về bóng dáng rất là đẹp. Và đặc biệt mà trong cái quá trình chơi cây và để được cái ngày hôm nay thì vấn đề về dáng thế nó là một cái câu chuyện rất cơ bản. Ở đây tên tác phẩm là Khổng Tước Hạ Sơn, thì đâu đó chủ nhân của cây xanh lam điền này cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều để đặt cho tác phẩm của mình một cái tên mà nó ứng với cái cây, cũng có thể là đồng hóa với cả cái cây của mình. Khi tên một tác phẩm mà nó không phù hợp với dáng thế của cây thì đối với riêng Gã Đầu Bạc thì cái cây đấy không có giá trị. Bởi vì nếu như một cái cây dáng bạc phong mà mình lại đặt nó là dáng trực chẳng hạn như thế, hoặc lại đặt nó một cái tên gì đó, nó chả có liên quan gì đến cuộc sống cả. Chỉ có cái tên có cuộc sống mà cái cây lại không có giá trị thì Gã Đầu Bạc lại cho nó là một cái câu chuyện rất bình thường. Cho nên tất cả những tác phẩm mà Gã Đầu Bạc đánh giá, đây là về cá nhân thôi, cây và tên tác phẩm nó phải đi đôi với nhau. Giá trị lớn nhất của cái cây chính là tính nhân văn. Tính nhân văn ở đâu? Chính là tên của tác phẩm.
nó sẽ có sự truyền tải các cái thông điệp trong cuộc sống cho với tất cả mọi người chơi cây, cũng như là cho các thế hệ mai sau. Thì đây là cái người mà Gã Đồ Bạc đánh giá rất cao. Còn có những cái tên của những siêu phẩm, nghe nó đâu đâu ấy, Gã Đồ Bạc có thể sẽ không cần xem. Cây nó mà đẹp nhưng mà nghe cái tên nó không đúng rồi thì cũng không cần xem. Bởi vì đây đó là cái cá nhân mình thôi. Thế còn đương nhiên là đây cũng là một cái tác phẩm mà Gã Đồ Bạc đánh giá rất cao về bố cục, về chất liệu. Đó là một cây xanh năm biển đúng không? Cổ dài. Thế nhưng mà cái lối cây, ví dụ như là hiện nay là cây đang kiểu thêm một lá hình thù như một con rùa. Thế cái phong cách này nó mới chỉ mới thôi, khoảng 15, 20 năm nay. Còn bản chất cây này chắc trước kia nó sẽ được trồng 100%, chứ nó không phải như thế này. Một nhân vật cũng rất là nổi tiếng, Vô Tùng. Cảm ơn anh nhé. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh Cây Cảnh Của Cuộc Sống. Có gì không phải xin anh em được lượng thứ. Cảm ơn anh rất nhiều anh nhé. Quý vị xem tiếp những tác phẩm tại triển lãm Cây Cảnh Nghệ Thuật Đông Anh nhé. Cây cũng khá là phong phú. Chỗ này có một cây cẩm thị rất đẹp này. Thông tin của cục cây này, tác phẩm Huyền Phường Vũ, quý vị các bạn xem thêm nhé. Tác phẩm Huyền Phường Vũ cũng mới được giao dịch. Đây là thông tin của chủ mới này. Cây này thì mới được giao dịch. Và lễ bàn giao cây này được tổ chức tại triển lãm Cây Cảnh Nghệ Thuật Bắc Ninh. Lúc đó thì cây này mới được tuốt lá làm lại răm. Thế bây giờ nó ra lá rất là đẹp. Đúng tầm nó ra lọc non rất là đẹp nhé. Quý vị xem và cảm nhận. Cái xanh chất liệu là xanh Nam Điền, bông răm được làm kỹ rất là nét, tác phẩm rất là tuyệt vời. Chỗ này có cây xanh bán đá, quý vị các bạn xem thêm nhé. Chủ nhân là Lưu Mạnh Quyền. Quý vị và các bạn vừa tham quan triển lãm Cây Cảnh Nghệ Thuật Đông Anh. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn.